Theo đó, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp đã tổ chức tổng dọn vệ sinh trong và ngoài nhà máy, dọc vỉa hè các tuyến đường chính, thu gom rác thải tại các lô đất trống và khu vực giáp với dân cư. Trong đó, riêng tại khu công nghiệp Hòa Khánh và khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng, hoạt động này đã thu hút hơn 400 lao động tham gia. Để cái hưởng ứng tháng hành động về môi trường, thì công ty cũng có cử tổng số nhân viên là trên 50 nhân viên tham gia hưởng hoạt động này. Thì thực tế ra em thấy hoạt động này rất là thiết thực. Tại vì thứ nhất là mình hưởng hoạt động của bên ban quản lý, thứ hai là mình giúp bảo vệ môi trường, thì nhân viên của bên em thì cũng có trang bị đầy đủ dụng cụ vệ sinh rác, cỏ hoặc là bao nhiêu lông giấy, nói chung là toàn bộ rác thải xung quanh khuôn viên công ty. Cũng mong muốn là cái khuôn viên công ty luôn luôn đảm bảo được sạch đẹp. Theo mình thì đây là một cái hoạt động rất là có thiết thực và lợi ích cho cái bảo vệ môi trường. Thì nên cái hoạt động nên chúng ta nên duy trì thường xuyên để mà giữ cho cái môi trường xanh sạch đẹp. Thì nó nếu được giữ môi trường xanh sạch thì không bị ô nhiễm, thì giống như là giữ cho một lá phổi cho chúng ta tốt hơn. Ban quản lý cũng đã huy động đội cây xanh, duy tu hạ tầng, kiểm tra các hệ thống thu gom xử lý nước thải, treo băng rôn biểu ngữ hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, kết hợp với phong trào phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, hỗ trợ dụng cụ vệ sinh, bảo hộ lao động cho các đơn vị ra quân trọng điểm, đồng thời đề nghị các đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường giám sát, hạn chế tình trạng lấn chiếm vỉa hè khu công nghiệp để bán hàng rong gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Hưởng ứng tháng hành động về môi trường thì ngay từ ngày môi trường thế giới là ngày 5 tháng 6 năm nay thì ban quản lý chúng tôi đã ra cái kế hoạch để phát động tất cả chủ doanh nghiệp cũng như là công nhân trong các khu công nghiệp ra quân dọn vệ sinh. Thì với cái đặc thù là khu công nghiệp là công nhân họ làm việc trong cái giờ hành chính, cho nên là thường có một số doanh nghiệp sẽ ra quân vào sáng thứ hai hàng tuần, còn mà phát động rộng rãi với một cái phong trào chung cho của ban quản lý thì chúng tôi phát động vào chiều ngày hôm nay là chiều cuối tuần để vận động các doanh nghiệp, đồng thời qua đó cũng nâng cao cái ý thức cho người lao động. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ban quản lý đang xây dựng chương trình hội thảo, phổ biến một số thông tin về chuyển đổi xanh và thị trường carbon cho các doanh nghiệp, đồng thời tiến hành quan trắc đột xuất nước thải, khí thải tại các khu công nghiệp và công khai kết quả trên trang thông tin điện tử.